sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái vấn đề về thức ăn cho chim cu gáy. Thì vừa qua thì Hồng Sâm có nhận được rất nhiều cái cuộc gọi điện thoại hỏi anh Hồng Sâm ơi, làm sao cho con chim cu mồi nó mau căng lửa. Thì để có một cái nhìn tổng quát về cái dinh dưỡng cho chim cu gáy thì Hồng Sâm hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để các bạn đúc kết lại có những cái kinh nghiệm chúng ta cho ăn cái thức ăn nào đó để cho nó phù hợp với cái con mồi của mình. Ok, hôm nay sẽ lấy cái tiêu đề là thức ăn đi. Ăn chim cu. Ăn chim cu đây là phần 21. Thì như các bạn cũng biết thì chim cu thì nó cái tính chất của con chim cu là con chim cu là nó dân dã đồng quê, cho nên nó ăn những cái gì nó gần gũi với cái miền quê của Việt Nam. Thức ăn chủ yếu của chim cu gáy là lúa. Ở đây Hồng Sâm sẽ phân tích là một cái vấn đề thứ nhất là thức ăn tự nhiên không. Thức ăn tự nhiên. Thức ăn tự nhiên thì đó là cái ưu tiên đầu tiên là lúa. Cái thứ hai nữa là nó là đậu cộng mà. Đậu cộng thì có nơi còn gọi là lạc. Thứ ba nữa là mè nè, thì còn gọi là vần. Kê nè, kê nói chung là bông cỏ. Mè, lạc, đậu phộng, kê, bông cỏ, đậu xanh đi. Nói chung là chim cu ăn là những cái loại là ngũ cốc, đa phần là ngũ cốc là nhiều. Bên cạnh đó thì có những vùng là chim cu mà nó khan hiếm thức ăn vào cái mùa nắng thì chim cu nó còn ăn tới cả cái vấn đề là củ mì nữa đi. Khi đất mà cày lên thì con chim cu nó lại tìm ra ăn trùng. Con trùng này thì có người gọi là giun đất. Giun đất. Lúa, đậu phộng, lạc, mè, quần, kê, đậu xanh thì ngoài những cái vấn đề này thì còn nhiều anh em mà cho thêm cái này, nhưng mà đó là hạt cải đi. Hạt cải nè. Hạt cải là hạt bằng ri nữa không? Ri nè, hạt ké nè. Rất nhiều cái loại ngũ cốc mà chim cu ăn được thì cứ ăn. Chẳng hạn như mình nói có nhiều người cho ăn bo bo nữa. Thì cái nào ăn tiêu hóa được thì con chim cu nó sẽ ăn. Cái củ mì này thì nó thuộc dạng là khi nó không còn gì để ăn, đói quá thì ăn. Con trùng này thì có một số vùng đó. Một số vùng chẳng hạn như người ta là cái đồng mía hoặc đồng mì rộng, sau khi người ta cắt người ta cày lên đó, thì mới lòi những con trùng này lên. Thì thông thường những con chim cu mà ăn trùng này nè thì nó bổ sung cái khoáng chất rất là tốt. Ở đây mình nói chị cái vấn đề mà con chim mà bị bệnh về cái đường ruột á, thì chúng ta cho ăn con trùng này nó sẽ giải quyết cái vấn đề đường ruột, nhưng mấy con mà nó đi phân lỏng á cái hiện tượng vậy. Nhưng riêng cái con trùng này nếu mà các bạn cho một tuần á, một tuần chúng ta ăn cho ba con trùng thôi, ba con, thì cái con chim nó vẫn cái cuộc bình thường. Nhưng nếu một tuần chúng cho ăn là cứ một ngày hai con cho ăn nguyên một tuần liên tục, thì cái con mồi của các bạn nó sẽ bị căng luôn, nó bị gãy luôn.
Các bạn đi tới cái vùng nào mà bổi đất trời lên, sau các bạn đánh mà nghe thấy nó bổi nó bay tùm lum hết mà nó không gáy tiếng nào, lý do ăn trùng nhiều quá. Nó ăn trùng và ăn cái đất mới, tức là cái khoái mới làm cho con chim nó sung quá, nó sẽ không gáy luôn. Thì Hồng Sâm trình bày đây là cái vấn đề là cái thức ăn tự nhiên. Ngoài những cái điều này thì ở đây còn có một số nơi người ta cho ăn bắp nữa. Lúa thì thức ăn xưa giờ chim nào cũng biết ăn lúa, riêng cái vấn đề bắp này, bắp thì Hồng Sâm thì hạn chế cho ăn, lý do khi các bạn cho ăn bắp là con chim sẽ rất là mập. Bắp mập, đậu phộng tạo nhiều chất béo, nếu đậu phộng này chỉ cho con chim ăn, đậu phộng và me này chỉ cho chim cu ăn khi nó ở cái giai đoạn thay lông, thì hai cái điều này tốt. Bắp này làm cho con chim mập sẽ lội. Lúa này thì làm cho con chim không mập không ốm, lúa là tốt nhất. Kê thì làm cho con chim nó nóng. Đậu xanh thì làm cho con chim nó thay lông và tính cũng nóng. Cái hạt cải này làm cho con chim căng lửa. Cái hạt bằng ri thì cũng làm cho con chim căng lửa, gáy tiếng lớn. Cái hạt ké này là tốt nhất, mà Hồng Sâm có quay cái đoạn video nói về cái cây ké này. Nhiều anh em gọi là cây màng màng rồi cây gì nữa đó. Còn riêng cái bo bo này nè thì Hồng Sâm chưa trải nghiệm qua, nhưng cái bo bo này thì được anh Trọng ở Sài Gòn á, anh Trọng nói con chim nào mà nó lội nhiều thì cho nó ăn cái dòng bo bo trắng ấy, thì con chim nó sẽ bớt lội. Thì cái này mình chưa có kiểm nghiệm, anh em nào mà có con chim mà mồi nào mà nó tung nó lội dữ quá thì cho thử nghiệm cái này coi nó như thế nào. Thì Hồng Sâm là trình bày các thức ăn tự nhiên như thế này. Nhưng mà thông thường anh em chơi chim câu quất, do mình cưng con chim quá, mình rất là cưng, cho nên những cái thức ăn thông thường là mình không có đồng ý, mình phải chế biến thêm để làm cho con chim mình nó căng lửa mà nó gáy kinh khủng, mà nghe nó nói chung là trở thành một con chim của mình là con chim hay nhất. Cho nên có rất nhiều anh em lại chế biến. Hồng Sâm sẽ nói sơ một cái số cái vấn đề để chế biến. Thì con chim cu ngoài ăn những cái điều này, nó còn ăn một cái loại nữa là mình nói cái từ là đất đó. Đất thì chẳng qua là khoáng thôi, bất cứ con chim cu đất nào cũng đều phải ăn đất hết, cho nên những cái đây gọi là thức ăn tự nhiên không qua chế biến. Và sau đây giờ Hồng Sâm sẽ hướng dẫn một số cái kiến thức mà Hồng Sâm biết, Hồng Sâm đã từng làm qua, mình đã từng trải nghiệm qua, thực thi qua, thì coi cái mức độ nó có khác so với cái thức ăn tự nhiên này như thế nào, thì Hồng Sâm sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái vấn đề thứ hai là thức ăn chế biến thôi. Thức ăn qua chế biến nè. Thì cái mà anh em thường làm nhất đó là thứ nhất là lúa. Lúa trộn với lòng đỏ, trứng gà. Thì thứ nhất chúng ta dùng cỡ khoảng 1 kg lúa. Sau khi chúng ta đã đãi cái lép đi thì còn cái lúa chắc đó, chúng ta trộn với 5 cái lòng đỏ của trứng gà. Thì chúng ta chỉ quậy lên thôi, quậy lên xong rồi đổ cái trứng nó vô trong cái lúa đó, rồi chúng ta quậy cho nó đều, cho nó thấm hết vào trong đó, sau đó chúng ta đem ra ngoài nắng phơi. Tức là chúng ta đem ra ngoài nắng phơi cho khi nào mà nó khô, cho đến độ là khi nào chúng ta bóp những cái hột lúa đó nó rã ra. Nó rã ra thì những cái trứng mà nó dính trên cái hạt lúa đó, thì đầu tiên chúng ta bỏ vô cái hũ lúa cho chim ăn, thì chúng ta nên kiểm tra, tại vì trong quá trình lúa bình thường, lúa tự nhiên là không có mùi. Nhưng mà sau khi chúng ta mà trộn trứng vào thì sẽ có những con mồi nghe cái mùi lạ nó không ăn, hiện tượng đó là đói. Vô tình mình muốn cho con mồi mình nó tốt hơn, vô tình nó lại không ăn, nó đói, hoặc là nó suy chim luôn đó. Cho nên chúng ta phải theo dõi.
Còn những cái con mồi mà nó ăn cái lúa trứng này nó như thế nào thì Hồng Sâm sẽ nói cái phần tiếp tiếp sau. Thứ nhất là lúa trộn lòng đỏ trứng gà, thứ hai là kê cũng trộn lòng đỏ luôn, thứ ba nữa là đậu phộng. Thì mình thấy anh em là hay chế biến cái này, chế biến rất nhiều cái điều này. Thì cái kê và cái đậu phộng này, khi sau khi mà đậu phộng đó, thì các bạn kê thì trộn dễ rồi, chúng ta bỏ vô trộn thôi. Còn riêng cái đậu phộng này chúng ta lấy chở một tô đó, thì chúng ta lấy ra từng nắm từng nắm. Mỗi nắm đậu phộng chúng ta để trên cái thớt, chúng ta dùng cái con dao hơi bự chút thì chúng ta đè cái mũi dao xuống và chúng ta cứ hạ như thế này. Các bạn cứ hình dung là mấy cái đầu sắt thuốc bắc của y như là cái dao cái kéo trên hạ xuống nhưng mà đây mình đè cái mũi mình hạ trên cái thớt á, tức là bông ngang bông dọc. Còn bây giờ anh em có tiến bộ bỏ vô cái máy xay sinh tố mà xay cái xay bể thôi, bỏ vô nó xay 50 giây là theo ý mình liền. Thì sau khi các bạn làm vậy cũng bỏ nha, nhưng mình nói một cái tô đi, các bạn bỏ vô cỡ 4-5 kg cái trồng đỏ thôi, bỏ cái trồng trắng đi nha, trộn lên. Thì cái thức ăn này nè, thức ăn này là thức ăn nhiều dinh dưỡng. Cái loại là lúa, kê, đậu phộng trộn với trồng đỏ trứng gà, nếu chúng ta cho mồi ăn thì con mồi sẽ rất là sung và rất là mập. Thì cái con mồi này nè, ở nhà sẽ gái gù rất là nhiều, nhưng khi ra rừng á lội không, lý do nó mập quá nó sung quá, cho nên là cái vấn đề các bạn muốn cho con mồi các bạn nó căng như thế nào thì các bạn phải kiểm tra lại cái nội lực của con mồi của mình. Thứ nhất, con mồi của mình đang ở cái mức độ là suy dinh dưỡng thì chúng ta cho ăn những cái điều này nè để cho con mồi các bạn nó phục hồi lại cái thể trạng ban đầu của nó. Và đối với những cái người mà chuyên đi bảy khu chuyên nghiệp, tức là ngày nào chúng ta cũng đi, thì cho cái thức ăn này là bình thường. Ở đây Hồng Sâm nói là bình thường, tại vì khi cái con mồi mà hôm nay đi, ngày mai đi, ngày mốt đi, đi là cả ngày rồi, thì con chim nó sẽ bị tụt 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 lực xuống, tức là sức khỏe của nó sẽ yếu dần đi. Cho nên chúng ta phải cho ăn nhiều cái chất dinh dưỡng như thế này thì con chim nó đủ lực đánh suốt được. Riêng cái những cái anh em mà cỡ khoảng 10 ngày nửa tháng mới đi một lần mà cho ăn cái điều này thì tất cả con mồi ra rừng đều lội hết. Cho nên cái vấn đề này là tùy theo cái nội lực và cái sự đi nhiều hay đi ít của từng người mà có cách chế biến cho con mồi mình ăn cho nó phù hợp không. Ngoài những cái vấn đề là đậu lúa kê này, còn những cái hạt khác như những hạt mạc mần ri, hạt hạt ké, hạt màng vàng, hạt cải, thì những cái đó thì đa phần là cho ăn tự nhiên chứ không trộn hạt me, là chúng ta cũng không trộn, chủ yếu là trộn những cái điều này. Hồng Sâm cũng đã từng làm cái điều này, ngay cái lúa trộn này nè, lúa trộn lòng đỏ trứng gà, Hồng Sâm luộc lên, mục đích luộc lên cho cái lúa nó không có nổi nổi màu. Rồi cái lúa lọc luộc lên đó thì bỏ vô thêm là một nắm hạt nêm cà no nè, một muỗng nước mắm, thì nói chung là chế biến nghe thơm dữ lắm. Rồi sau đó đem ra phơi cho nó hơi ráo ráo nước rồi trộn vô cái lòng đỏ trứng gà làm rất là công phu. Nhưng mà thực sự thì Hồng Sâm cầm những con chim vậy đi quấn cũng chưa hài lòng, chỉ cho con chim này nó sung quá ra rừng lộ nhiều thôi. Rồi bên cạnh đó thì có một số thì lại chế biến cái khoáng nữa. Cái khoáng là cái đất các bạn đi tác chiến ở ngoài rừng thì thấy có những cái con kiến màu đen đen, nó giống như con kiến kiến bồ nhọt nhưng mà không phải kiến bồ nhọt, thì nó đùng lên nó thành một cái như thế này, tức là nó y như là mình nói cái từ tháp này, cái này cái mặt đất đi, thì cái này nó sẽ đùng lên đây là cái hang của nó. Thì những cái con kiến đó nó cứ lấy đất từ dưới này nó bọt lên đây, nó thành những cái cục 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 đây này. Thì các bạn lấy cái khoáng này nè và cho chim cu ăn vẫn tốt như thường, tại trong cái khoáng này nó có những cái
cái nước miếng là những cái sản phẩm của cái con kiến nó đào nó đục nó thay lên ở đây nó có cái dinh dưỡng này. Và có những người đó thì là cho ăn cái cục mối trùng nó đùng 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 bây giờ nó thành cái cục cao nè, chúng ta lấy cái cục mối trùng mà cho ăn cũng là khoáng. Nhưng mà nhiều anh em đã không thích điều này, muốn thích chế biến cái, nhưng mà nói cái mối trùng này nè, chế biến ông xong cũng đã từng làm qua rồi. Cái mối trùng chế biến và cái phổi, mình nói cái phổi của các ụ mối mà cao như thế này là các bạn đào cái ụ mối ra thì thấy những cái bánh mà mối xốp 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 bên trong á, thì chúng ta lấy cái phổi đó về cũng chế biến thành cái khoáng cho chim cu gáy ăn. Thì cái loại này nè, chế biến cho ăn, nếu các bạn cho ăn trong vòng một tuần liên tục mà không ít đi tác chiến thì con chim chỉ là lộn không loại này, lộn kinh khủng luôn. Còn xong từng chế biến cái này, tức là bạn đào cái ụ mối bự lên thì lấy cái xốp 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 đó, chúng ta là chơi chừng đỡ khoảng hai cái cục bự giờ nó xốp, nói chung là nó đụng vô là nó tan ra, nó là chẳng qua nó chỉ là một cái này mình nói như là cái phôi để mấy con mối nó đẻ con ở bạn này, nó dinh dưỡng rất là nhiều ra, nó xốp, nó rất là xốp. Thì các bạn lấy chừng đỡ hai cục đi, bạn đem về các bạn bóp cho nó nhỏ ra xong bỏ lên trên cái chảo chúng ta rang. Ở đây mình nói là cái từ là sao cử thổ rồi mình rang. Rang thì những cái mối trong đó nó có trứng mối trong đó nó nằm trong đó, thì chúng ta rang lên cho nó tan ra hết. Sau đó chúng ta đổ nước mắm cho nó cỡ khoảng 4 muỗng nước mắm ngon đi, cộng với hạt nêm cà no chúng ta quậy đều lên. Chúng ta rang xong chúng ta mới để cho nó nguội. Sau đó chúng ta lấy cái viên mà B1, B6, B12 tức là 3B đó, chúng ta nghiền nát nó ra. Xong chúng ta rải cái này, chúng ta khuấy đều lên. Thì khi làm cái điều này nè, làm cho con chim mình ăn á, ăn vô thì con chim nó chịu ăn rồi, nó sẽ rất là sung. Sung quá rồi đừng cũng lội, không tác dụng. Rồi cái vấn đề nữa là cái cục mối trùng thì chúng ta cũng chế biến tương tự như thế này. Cục mối trùng thì các bạn dùng cái đồ khò của cái bếp ga, cái ga mini á, chúng ta đốt cho nó đỏ thành cục than luôn. Sau đó chúng ta tái nhuyễn ra, cũng cho nước mắm, cũng cho mấy cái khoáng rồi lên. Có người thì mua thêm cái canxi, có người thì lấy cái vỏ trứng gà, trứng vịt cho chúng ta xay nhuyễn ra, chúng ta đổ vô luôn cho chim nó ăn. Có người thì lấy vỏ sò cho chim nó ăn. Thì đó là những cái cách chế biến. Nhưng mà thông thường những cách chế biến này Hồng Sông đã trải qua hết những cái điều này, nhưng mà con chim vẫn không sụp. Thì Hồng Sông mới nói là tại sao mình làm rất nhiều cách, mục đích là để cho con mồi mình nó sung lên, nhưng mà tại sao nó cũng không sung nhiều mấy. So với bình thường thì nó hơn hơn chất hơn, chỉ còn theo mà đúng như cái ý của mình mong muốn thì mình thấy là mình bỏ ra nào là luộc lúa rồi cho trứng làm tùm lum thứ hết mà con chim vẫn không sung. Thì sau một cái quá trình nghiên cứu rất là lâu dài thì Hồng Sông đến hôm nay, thì Hồng Sông đúc kết được một con chim muốn cho nó căng lửa và đủ lửa phải có đủ thời gian là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu các bạn làm đúng bốn cái nguyên tắc này, tức là cái con chim cu gáy nó là nó thuộc tất cả những sinh vật sống ở thế gian này đều bị ảnh hưởng bởi bốn cái vấn đề này. Thứ nhất, trong nhà Phật thì gọi là tứ đại chủng. Thứ nhất là đất nè, thứ hai là nước nè, thứ ba là gió nè, thứ tư là lửa. Nếu một con người hay con vật gì mà thiếu một trong bốn cái này đều trở về cát bụi hết. Bản thân của chúng ta cũng như thế thôi. Cho nên con chim cu, nếu các bạn muốn chăm sóc cho con chim cu mà nó đúng mức căng lửa là thứ nhất phải đủ thời gian. Các bạn cho nó uống thuốc bổ đi, Nutrilett, Bio gì là Flut hay gì chứ, rất nhiều cái loại thuốc bổ chỉ làm cho con chim nó mập lên, nó sung ra thôi. Các bạn lưu ý cho Hồng Sông, con chim cu mồi là con chim thịt nạc nhiều hơn thịt mỡ.
Cho nên là hồi xưa ông bà chúng ta cứ cho chim cu cấy nó ăn lúa, lúa trường kỳ, thâm niên lúa luôn. Thì cái điều đó làm cho con chim nó nhìn cái tướng ngoài không đẹp, nó cằn cỗi, nhưng mà đi chơi sẽ rất là bền. Chúng ta ăn thịt, ăn đậu phộng nhiều quá, con chim nó mập, nó bóng lên lông, nó bóng lên nhìn nó sướng, ra rừng đụng nắng cả xì khói, chịu nổi. Cho nên hôm nay thì qua một cái quá trình nghiên cứu rất là nhiều, các bạn cho ăn mấy cái chất chế biến như nãy Hồng Xanh nói, con chim sẽ rất là mập, rất là đẹp. Nếu các bạn nuôi kiểng ở nhà để chơi thì mấy con đó ai vô cũng khen, nhìn sướng, gái gù suốt ngày. Nhưng mà để nuôi thành con mồi đi tác chiến thì những cái chế độ dinh dưỡng đó là phải xem xét lại. Cho nên là sau cái quá trình nghiên cứu rất là lâu dài thì Hồng Xăm mới đúc kết rằng là con chim cu gáy nếu muốn lên tới đỉnh của nó thì cần phải có bốn yếu tố này. Đất. Tại sao Hồng Xăm nói với từ đất? Các bạn con cu mà nó là cu đất, nó là phải xuống đất. Con chim cu phải xuống đất tìm mồi ăn, ăn khoáng chất là phải hạ thổ, nó liên quan tới cái chữ hạ thổ. Hạ thổ thì nó sẽ hấp được thổ khí của vũ trụ. Cho nên cái con chim mà buổi sáng mà các bạn mà cho nó xuống đất hạ thổ, thứ nhất cái chân của nó đó, nó sẽ tiếp cái phần lạnh của tự nhiên, thì cái con chim này thời gian chân sẽ cứng cỏi và cái màu chân sẽ đẹp hơn cái màu chân các bạn nuôi ở trên lòng ngoài. Thì cái con chim cu đất hạ thổ ăn đất thì mục đích ăn những cái gì, chứng khoáng đúng không, kẽm, canxi, sắt, đồng, magie gì đó, thì những cái khoáng có ở trong đất này. Cho nên là chúng ta bổ sung đất cho con, khoáng chất cho con chim cu là đủ, nhưng chúng ta không hạ thổ thì thiếu cái thổ của địa khí, thổ của địa chặt, thổ của cái vũ trụ này. Cho nên nếu chúng ta thiếu cái điều này thì nói con chim làm sao mà nó sung đúng mức được, không bao giờ sung đúng mức được. Cho nên cái điều này các bạn lưu ý cho mình xong. Cái điều thứ hai là cái vấn đề là nước. Nước thì có hai loại nước. Thứ nhất, thiên hạ quỷ là nước trời mưa là cái nước tốt thứ hai. Còn cái nước thứ hai nữa là cái nước đó là nước của Sa Thiên Thủy, là nước sương ban mai. Mình nói cái từ là nước ở đây là thiên hạ thủy đó. Và đây là nước mưa nè. Cái nước thứ hai đó là Sa Thiên Thủy nè. Ở đây là nước sương á. Các bạn đi bẫy chim cu, các bạn cũng đi lên những cái vùng cao cao, các bạn không có nhìn thấy chỗ nào có cái con suối hay cái gì đó. Vậy con chim cu đó nó sống ở vùng đó, nó sống bằng cái gì? Vào cái thời điểm khắc nghiệt mùa nắng thì những con chim cu này nè, chẳng lẽ giờ nó bay đi tới ở khu vực nào nó uống nước xong qua về chắc nó chết rồi. Cho nên những con chim cu này nó uống nước bằng nước sương ban mai, tức là nước sương đọng trên cái ngọn lá, ngọn cỏ, nó sẽ uống cái gì. Và một cái con chim cu khi uống cái nước Sa Thiên Thủy là nước sương thì cái con chim nó lông nó sẽ mốc trắng, sẽ rất là đẹp. Ở đây mình nói là tự nhiên, còn nước trời mưa là cái nước tốt thứ hai. Còn chúng ta thì sử dụng là nước giếng, nước khoáng thôi, đúng không? Thì Hồng Sâm nói ra cái điều này là cái nước này, nhưng mà chúng ta khi nuôi chúng ta thiếu cái này. Cho nên thiếu cái khoản này là cũng mất đi nội lực của con chim cu gái. Và cái thứ ba là cái gió. Cái gió là nó làm cho cân bằng âm dương cho cái con chim cu mồi. Cái này như các bạn thấy cái con chim cu mồi của mình ở nhà, gái gù rất là nhiều, nhưng mà sau khi đêm ra ngoài rừng gió hiu hiu đứng đĩa lông không còn gái gù không có bao nhiêu hết. Lý do là chúng ta thường treo trong nhà hoặc là treo nơi có ít gió, cho nên cái hiện tượng này nó bị thiếu gió. Thiếu gió thì cái con chim ra rừng thì trong cái gió nó có cái hơi lạnh lạnh của đại ngàn á, thì cái điều này nó làm cho cái con chim á nó sẽ thích nghi và nó sẽ thay đổi và nó sẽ
Ý như mình nói cái từ là cái người mà ở trần ngoài á, đi ra ngoài sương gió không sợ gì, còn cái người mặc áo thường xuyên mà cởi trần đi ra ngoài cảm giác sợ gì. Thì con chim của chúng ta ở trong nhà nó cũng y như là cái người ở trần với cái người bằng bằng áo thì không xong rồi. So sánh vậy các bạn tự suy ngẫm đi. Còn cái lửa này nè, cái lửa này thì nó nói lên thứ nhất là cái nội lực của con chim cu, tức là cái lửa căng thì màu mắt sẽ đỏ, con chim đó sẽ săn gọn, thịt mỡ sẽ bị đốt đi. Tức là như là mình nói mà muốn có cái lửa này nhiều, các bạn phơi nắng con chim càng nhiều thì cái lửa nó càng mạnh. Cho nên mình ghi chữ phơi nắng đi. Đó. Thì một con chim cu gái nếu ăn uống đầy đủ chất mà thiếu bốn cái này thì con chim cu ấy nó vẫn không có sung. Nhưng mà cái điều này mà muốn tốt thì phải có thời gian, cho nên Hồng Sâm có nói với nhiều anh em là nói không? Phơi xương nha. Thiếu gió này chúng ta phơi xương. Hạ thổ là ăn đất, cho nước, nếu có kiếm được nước trời mưa uống càng tốt. Nhưng mà cái này nước trời mưa nếu mà để có lăng quăng trong đó thì có khoáng chất trong đó thì càng tốt hơn nữa. Phơi nắng nhiều thì các bạn làm đủ bốn cái yếu tố này thì con chim chắc chắn sẽ sung. Chúng ta có nhiều anh em đi tác chiến, chẳng hạn như Hồng Sâm đi tác chiến có nhiều đêm đi khoảng 2:30 sáng đã đi rồi, đi cả trăm cây số như vậy, thì nếu cái con chim này nè, cái gió này nè mà nó thiếu thì lên tới rừng mà nó tiệt nó không gáy đâu. Cho nên cái vấn đề chúng ta phơi xương để con chim nó chịu lạnh, nó trong cái quá trình mà ban đêm á thì chúng ta đi có 2-3 giờ sáng con chim vẫn bình thường. Rồi khi chúng ta đi lên rừng thì các bạn lâu lâu sắp màu đi lên rừng tác chiến thì cũng thấy những cái hiện tượng sắp con màu lên, thả nó ra, nó cứ mắt nhắm mắt mở, nó liêm diêm buồn ngủ, thì cái đó cũng chưa có đủ lửa. Cho nên khi mà chúng ta thiếu những cái điều này thì con chim sẽ không bao giờ sung. Thì hôm nay Hồng Sâm trình bày cái vấn đề thức ăn cho chim cu gáy thì ăn những cái gì thì các bạn cũng thấy cũng biết rồi, cái chế biến như thế nào để cho con chim có nhiều năng lượng, nhiều dinh dưỡng cho con chim. Nhưng mà cái năng lượng và cái dinh dưỡng đó đối với con mồi suy thì tốt, nhưng đối với con mồi mà sung thì nó mập thì nó ra rừng nó chỉ có lội không, còn cái lội đó thì dục là phải kìm hãm nó lại. Đối với những cái con chúng ta nuôi kiển thì chúng ta nên chăm sóc như thế nào cho nó tốt hơn. Ngoài những cái yếu tố đó thì con mồi nó cần phải có bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, phải phơi xương, tắm nắng, hạ thổ thường xuyên thì con chim này nó mới đủ. Mình nói cái từ là dày dặn, đủ cái nội lực để đi tác chiến với các bạn. Chúc các bạn có một cái buổi chiều thật là vui. Ok, xin chào.